Cuối tuần qua, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã tổ chức chương trình Halloween cho trẻ em gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 trong các gia đình định cư ở đây. Chương trình bao gồm các hoạt động khác nhau như kể chuyện về ý nghĩa ngày lễ Halloween, các trò chơi và cuộc thi gia đình có trang phục đẹp nhất trong ngày lễ đặc biệt này. Rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ ở Washington DC, Virginia và Maryland đã tới tham dự, tạo ra một không khí sôi động, vui vẻ cho tất cả mọi người. Yeah, rất là vui, mấy bé thích lắm. Nãy giờ là ngồi ăn mấy cái món ăn cũng rất là dễ thương, trang trí đẹp. Rồi cái chương trình contest để mà làm family costume cũng rất là vui nữa. Mình đang chờ kết quả có động hay không. My wife is running it. Vợ tôi tham gia tổ chức chương trình này, vì thế tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Hơn thế nữa, tôi cũng là một người cha của hai đứa con, nên tôi rất thích được cùng các con tham gia những chương trình như thế này. Tất nhiên, trong dịp này thì không thể thiếu những món ăn mang không khí và màu sắc kinh dị của ngày lễ Halloween do chính tay các tình nguyện viên cộng đồng trang trí. Những chương trình như thế này thực tế là dịp thu hút các bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 hay thậm chí là thế hệ thứ 3 tới với các hoạt động của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động mà cộng đồng thường xuyên tổ chức để các em có cơ hội cùng tham gia vào các hoạt động chung. Hồi tháng 7 thì mới thành lập lên cái hội của thiếu nhi nhà Việt Nam. Thì các em họp ở đây là mỗi cách thứ 7, họp lần từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Và các em tới đây sinh hoạt giống như trong preschool vậy, thì các em tới đây thì làm art and craft và múa và ca và họ cũng đọc sách nữa, và tùy theo cái ngày lễ gì thì mình đọc theo tiếng Việt, tiếng Mỹ. Và các em cũng tham gia trong hoạt động của gia đình, của cộng đồng Việt Nam mình. Trong chương trình Halloween năm nay, không khó để nhận thấy rằng dù ở nhiều nơi khác nhau thuộc các khu vực xung quanh thủ đô Washington, nhưng rất nhiều gia đình người Việt vẫn tìm tới với nhà Việt Nam ở Virginia để cùng tham gia sinh hoạt chung. Và không chỉ có người lớn tuổi mà các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 cũng rất hăng hái tham gia. Điều này cho thấy trong tương lai họ sẽ là những người tiếp theo duy trì và phát triển các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt ở đây.